Hello, xin chào các bác đã quay lại với cửa hàng Anh Kỳ Audio. Thì hôm nay anh Kỳ đang set một bộ dàn vừa karaoke vừa hội trường cho một thôn anh em nhé. Thì cấu hình ở đây thì em giới thiệu qua một chút. Thì ngoài đây thì em đang xài đó là một đôi loa 40 86 sao được chưa anh em. Con này là đồng bộ là bát chép BMC đấy, chép 750 côn dẹt các bác nhá. Đấy 86 sao. Thì nếu như nội thất con này thì nó giống như con xe FDF 15 cộng ngày xưa em bán là 15 triệu rưỡi đấy. Đó thì anh em nó như vậy thôi. Nhưng mà khác một cái là đây là trên nội thất con này là BMC nhưng mà trên hãng loa là 86 sao cho mọi người. Và cái giá cặp loa này là 13.500.000 đồng tại cái hàng chiêu và phí ship. Đó, còn 40 này em hôm trước em cũng đã lên cho anh em xem qua rồi. Đó, hàng vừa mới về. Đó, để cho anh em hôm sau sẽ live stream lại với anh em về nội thất con này. Đấy, con này sau. Thì cái cấu hình em chọn đây đó là một con đẩy hai kênh 801 kênh của Debon. Con này thì còn con cuối cùng thôi. Nếu nói chung là đẩy 801 trong nhà thì đang còn rất là nhiều anh em. Còn cái con vang huyền thoại mà gọi như là quốc dân với hàng thì đó là con vang JDKT 750. Đấy, JDKT 750 và mic là mic ADH. Một combo này thì một bộ dàn này nó chỉ dao động khoảng tầm 24 triệu đó, tầm đó. Đấy, thì anh em có thể là liên hệ bên hàng thì bây giờ cùng mời anh em cùng nghe và test qua một chút về cái bộ âm thanh này anh em nhé. Đấy, cái không gian hội trường này nó dao động khoảng tầm gần 100 m2 được chưa anh em, gần 100 m2. Tại thì là anh em đang tập trung để chuẩn bị setup anh em ạ. Thì đây là hai cặp loa 86 sao, con này là loa 40 anh em nhé. Thì như anh em đã biết rồi, cái loa này thì em đang lên nội thất cho thầy các bác rồi. Anh Kỳ lên nó rất là đẹp. Đây là phòng hội trường mà. Thì đa số thì nói chung là ở cái phòng này cũng chỉnh qua thôi anh em ạ, nó không phải là chi tiết lắm. Đó, thì anh em thấy đây này là một cặp này. Đó. Còn dưới này thì hai cặp BMB nhưng mà hai cặp BMB này là bỏ. Thì cho anh em. Thì bây giờ anh em làm sao để cho cân đối cho cái đáp tuyến nó đẹp một chút thôi. Thì cái cung phần bên trong đây thì là gần như là em sẽ chọn một combo như thế này. Đấy, cho anh em cùng xem qua. Thì các bác có thể thấy này, thì tất nhiên rồi. Là cái này là không liên quan, cái này nó phát thanh em nhé. Cái cục to này, đây cục đẩy. Còn bộ em lắp thì nó sẽ gồm những cấu hình như sau. Đấy, cho anh em xem qua này. Là một đẩy double, con này là còn con cuối cùng này, là hết này. Đấy. Tất nhiên là anh em biết rồi thì được, đa số thì lắp thì là em sẽ chọn lựa đó là vang JDKT 750. Đây là một con vang của nó là rất là hay trong tầm tiền, 2 triệu rưỡi vào mới vào anh 2 năm. Rất là hay anh em nhé. Vang số thì anh em nhé, có chỉnh cơ tay nhưng mà tất cả tay là bỏ. Đó, em chỉnh qua bằng máy hết cho anh em. Và mic là mic ADH K2000. Thì đấy này là 4 triệu 2 này, vang 2 triệu rưỡi này, mic 2 triệu rưỡi được cho anh em. Đó, với một combo với cặp loa này. Lát nữa set up xong thì em sẽ test cho anh em nghe. Cái này dây thì anh em đi sẵn rồi. Ngày xưa mọi người đi sẵn rồi. Con này là loa 40. Đấy. 86 sao. Đó. Rồi thì lát nữa mà xong xuôi cái em sẽ quay cho anh em xem. Bây giờ anh em đang set up nên là nó hơi ồn một chút. Đấy, để cho các bác. Tất nhiên là phòng đây nó hơi vang anh em ạ. Một cặp này thì thoải mái anh em ạ, nói chung là mở cửa thì nó thoáng hơn. Đấy, đây cũng chưa mở cửa thì hội trường sân khấu thoải mái anh em nhé. Có hai mấy triệu, thật sự là bảo cáo hội trường hai mấy triệu bảng. Nhà phê, nhức nách luôn các bác nhá. Ok chị em, lát này test tiếng mic cho anh em xem nhá. Các bác vào cho kỳ đô la các bác ơi. Cá bộ này có 23 triệu mấy trăm ngàn. Cá tủ máy là 24 triệu. Bộ này là không tủ máy là 23 triệu 100 ngàn. Tành phết anh em ạ. Cả 40 này nghe rất là tròn tiếng bát anh em nha. Ok chú ơi, các anh em vào cho kỳ đô la các bác nhá. Về chốt gần đưa, về chốt
mây buồn dài lẻ, có hôm chuẩn nghe gió lạnh đâu tìm về. Lòng xanh đêm qua sông em vào buồn, lòng khổ tôi biết bao nhiêu lần rồi. Đây là công việc của toàn thôn nên là phải cứ mỗi người phải test được bài các bạn mới được về các bác nhá. Đấy, nhưng mà bên cạnh thì không có gì ngoài đồ nhiệt tình. Ok anh em. Đấy, được rồi, em cũng xin phép kết thúc buổi live stream ở đây. Thì tất cả các bác vào để cho Kỳ xin like và đăng ký kênh anh em nha. Thì những bác nào mà cần nhu cầu bộ dàn hay tất cả các thiết bị gì thì anh em có thể liên hệ bên cửa hàng anh Kỳ, có hai số điện thoại em để góc màn hình đây các bác nhá. Thì gần như thì nếu như trong phạm vi tầm 20 km thì tất nhiên là anh em sẽ không cần phải mất thêm chi phí gì mọi người. Còn nếu như mà anh em trên 3 hoặc 40 hoặc 60 km thì các bác phát sinh thêm chi phí đi lại để chơi anh em. Đó, hoặc xa hơn nữa. Thì những bác nào mà thích bộ dàn với vang GD loa 86640 thì anh em liên hệ vào hai số điện thoại anh Kỳ để góc màn hình đây và tất cả anh em đang vào để cho anh Kỳ nút like đăng ký kênh các bác nhá. Hẹn anh em vào những bộ dàn tiếp theo. Xin chào, hẹn lại các bác ạ. Xin chào mọi người.